các con ơi, một bữa ăn đủ chất dinh dưỡng rất cần thiết và quan trọng. Vậy chúng mình phải làm sao để cơ thể khỏe mạnh nhỉ? Các con nên uống một ngày từ 4 đến 5 ly nước nhé. Thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày của chúng mình là cơm, bánh mì, khoai tây. Bún là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể hoạt động. Các loại rau, củ, quả sẽ giúp da chúng ta khỏe đẹp, mắt sáng, tăng cường sức đề kháng. Chúng mình nên ăn các thức ăn từ thịt, trứng, cá, tôm sẽ giúp cơ thể được khỏe mạnh. Các con nhớ uống thêm sữa để giúp chúng mình được cao lớn nhé. Trong một ngày, chúng ta ăn bao nhiêu bữa ăn để giúp mình được khỏe mạnh vậy các con? À, chúng mình nên ăn đủ 3 bữa, bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đấy các con. Và sau đây, cô Như sẽ giới thiệu cho các con một số món ăn trong từng bữa ăn. Bữa ăn sáng có bánh mì sandwich, bánh mì ốp la, những món nuôi và súp dễ tiêu hóa cho các con nữa. Tiếp theo, cô Như sẽ giới thiệu cho các con một số món ăn trong bữa trưa. Trong bữa trưa, chúng mình cần ăn đầy đủ các chất như ở trong cơm, cá, thịt, trứng và cả canh rau nữa nhé các con. Và sau đây, cô Như sẽ giới thiệu cho các con một số bữa ăn trong buổi tối. Với buổi tối, chúng mình cần lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng, cơ thể dễ hấp thụ, giúp tiêu hóa nhanh. Ngoài ra, các con còn có thể ăn thêm sữa chua và trái cây giúp tiêu hóa tốt thức ăn đó các con. Nào, các con hãy cùng cô làm một bài tập nha. Các con hãy quan sát và khoanh tròn các loại thực phẩm nào tốt cho sức khỏe nhé. Để xem các con có chọn giống cô không nào. Mình cùng xem kết quả nhé. Vậy là sữa, tôm cá và rau củ là những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe đấy các con. Tiếp theo, các con hãy quan sát và đánh dấu ít vào thức ăn nào tốt cho sức khỏe nhé. Các con suy nghĩ xong chưa nào? Bây giờ mình xem đáp án nhé. Vậy là chúng mình cần ăn đầy đủ như cơm, thịt, cá và canh rau nữa nha các con. Kế tiếp, các con hãy đánh dấu ít vào đồ uống nào tốt cho sức khỏe. Các con đã có đáp án của mình chưa nào? Mình cùng xem kết quả nha. Các con đúng rồi, nước sẽ giúp cho chúng mình có sức khỏe. Vì thế, các con nhớ uống đủ nước nhé. Vừa rồi, cô Như và các con đã cùng nhau tham gia bài học nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của việc ăn đủ chất. Bài học này thật là thú vị và đầy bổ ích phải không nào? Bây giờ, cô Như xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video lần sau.